Thưa quý vị, chiều ngày 31 tháng 10 năm 2015, tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, đông đảo bà con xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội đã họp mặt để kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Hội đồng Hương Tân Hội. Người xã Tân Hội ở Ba Lan có hàng trăm người với ba thế hệ. Hội đồng Hương Tân Hội được thành lập cách đây 8 năm với mục đích đoàn kết giúp đỡ nhau trong kinh doanh, trong cuộc sống và hướng về quê hương. Trong thời gian qua, Hội đồng Hương xã Tân Hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như góp kinh phí lập quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ kinh phí trùng tu, xây dựng các công trình tâm linh ở quê nhà. Bà con xã Tân Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, từ thiện của cộng đồng Việt Nam ở Ba Lan, chấp hành tốt pháp luật Ba Lan. Nhiều học sinh là con em xã Tân Hội đang học ở các trường Ba Lan đạt kết quả khá giỏi. Nhân dịp này, hội cũng tặng giấy khen cho các học sinh giỏi và tặng quà cho tất cả các cháu đến dự. Năm nay, ngoài các tiết mục văn nghệ của anh em trong hội, còn có thêm phần thi tìm hiểu về quê hương Tân Hội và phần biểu diễn thời trang sôi động của các người mẫu nhí với các bộ trang phục với chủ đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.